Xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là hai dòng xe côn tay Underborn, Honda Winix và Exciter phiên bản 1.5 đều là những phiên bản của năm 2023. Nhưng điều đặc biệt ấy là hiện tại những phiên bản này vẫn đang được bán song song với những phiên bản của năm 2024, nhưng giá bán của nó rẻ hơn rất nhiều so với phiên bản của năm 2024 các bạn nha. 2024 đã có những mẫu xe về đại lý rồi, nhưng giá bán của nó hơi cao một chút so với hai mẫu xe các bạn đang theo dõi trên mình ở đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quay cận cảnh chi tiết so sánh đôi chút về hai dòng xe này, sau đó sẽ báo giá cụ thể trong thời điểm cận kề Tết Nguyên Đán của năm 2024. Để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua tới một trong hai dòng xe này, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Và mình quay cận cảnh trực tiếp cả hai mẫu xe đại lý xe máy Khổ Tân Tạo. Các bạn nào quan tâm đến trực tiếp đại lý để xem xe hoặc thông qua số điện thoại của bạn Quỳnh Trang với số điện thoại cụ thể 0362973808 sẽ được tư vấn các bạn nha. Đây là mẫu xe Exciter phiên bản giới hạn của năm 2023. Một màu sắc cũng rất đẹp luôn, màu sắc Petronas, các bạn có thể theo dõi cận cảnh. Và một bên đây là dòng xe Honda Winix được ấy lên cho nó màu sắc sơn độ 3D, cũng cực kỳ đẹp và cuốn hút. Thiết kế đều có những nét tương đồng với nhau, đều thể thao phong cách. Tuy nhiên ấy, với những cái đường nét thiết kế nó sẽ là khác biệt các bạn nha. Ở phần thiết kế của xe bởi hai hãng là khác nhau, một bên là Honda và một bên là Yamaha. Chỉ có điều ấy là tổng thể thiết kế của nó từ những cái vị trí trên xe gần như có rất nhiều điểm tương đồng. Hiện tại dòng xe Honda Winix các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây, một phiên bản sơn độ 3D màu đỏ cam, được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Còn phiên bản cũ của Exciter 1.5 năm 2023 ấy, thì những phiên bản đó chưa được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Hiện tại mức giá bán là cực kỳ tốt rồi. Cả hai mẫu xe đều được trang bị cổng sạc này, chìa khóa thông minh này, rồi các cái nội dung mặt đồng hồ full LCD, các nút chức năng phím bấm trên xe đều trang bị gần như tương đồng. Khối động cơ của Exciter thì có nhỉnh hơn so với khối động cơ của Honda Winix. Hiện tại Honda Winix cho ra công suất vào khoảng tầm 15,4 mã lực, mô men xoắn vào khoảng tầm 13,6 Nm. Còn dòng xe Exciter nó sẽ cho ra công suất lên tới là 17,7 mã lực và mô men xoắn là 14,4 Nm vì khối động cơ của nó là 105 phân khối, trang bị thêm van biến thiên V-Way. Các bạn lưu ý cho mình một cách cụ thể như vậy. Không có ABS ấy, nhưng cái mẫu xe Exciter sẽ được cả Yamaha trang bị cho nó ngàm phanh 2 bít tông để tăng thêm cái độ êm ái khi các bạn có thể bóp phanh xe một cách nhẹ nhàng. Tổng thể thiết kế ở nhìn đầu xe cũng rất là có nhiều sự thay đổi. Exciter sẽ là hệ thống đèn cốt trên pha dưới, còn Honda Winix di chuyển toàn bộ hệ thống đèn cốt, đèn pha xuống phần ốp mặt nạ phía trước của xe. Hiện tại trong thời điểm này, với những bạn nào quan tâm, đại lý vẫn đang còn khá nhiều hàng của cả hai mẫu xe các bạn nha. Với mức giá bán rất là phải chăng, tí nữa mình sẽ quay thêm các cái màu sắc khác nữa của cả hai mẫu xe để các bạn có thể theo dõi được kỹ hơn. Hiện tại dòng xe Exciter phiên bản 1.5 đang được bán với mức giá bán dao động cho khoảng tầm từ 42 cho tới 44 triệu mà thôi. 42 cho tới 44 triệu rẻ hơn rất nhiều so với mức giá bán đề xuất của hãng. 42 triệu cho phiên bản tiêu chuẩn ngàm phanh 1 bít tông, không có cổng sạc và chìa khóa thường. Còn như phiên bản cao cấp các bạn đang theo dõi trên mình ở đây, nó sẽ là mức giá bán là 44 triệu. Hiện tại có cả những màu sắc sơn độ 3D, tí mình sẽ quay thêm và báo giá một cách cụ thể hơn để các bạn có thể tham khảo một cách chi tiết. Rất cận cảnh từng góc độ một để các bạn có thể nhìn ngắm trên hai dòng xe. Đều là những dòng xe côn tay Underborn được khá nhiều các bạn trẻ quan tâm trong thời điểm hiện tại. Với mẫu xe Exciter phiên bản 1.5 các bạn có thể mua mẫu xe này về, độ lên cho nó cái phần ốp mặt nạ phía trước và phần mão đầu đèn phía trước để nó trở thành với thiết kế của phiên bản của năm 2024 ấy, hoàn toàn ok luôn các bạn nha. Bởi vì nó gắp nguyên zin luôn cho tổng thể thiết kế. Hiện tại 2024 cũng sẽ có những phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp tương tự thế này. Nó cũng sẽ không có hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Những phiên bản phanh ABS giá bán của nó sẽ cao hơn khá nhiều. Còn hiện tại dòng xe Honda Winix trong thời điểm hiện tại thì mức giá bán của nó cũng khá là ok, vẫn duy trì dao động ở mức từ 33 cho tới 35 triệu mà thôi. 33 triệu cho phiên bản phanh thường và 35 triệu cho phiên bản phanh ABS. Rẻ hơn rất nhiều so với khu vực miền Bắc và rẻ hơn so với mẫu xe Honda Winix năm 2024. Hiện tại Honda Winix 2024 còn gần như không có hàng về đại lý cơ. Bởi vì số lượng hàng rất nhỏ giọt, mỗi đại lý đó chỉ có một chiếc thôi, mà về chiếc nào gần như hết chiếc đó, phải có đặt hàng trước rồi. Với những cái phiên bản của Honda Winix năm 2024, đây các trang bị trên xe đây các bạn có thể nhìn ngắm một vòng, gần như tương tự giống nhau. Cổng sạc, chìa khóa thông minh, mặt đồng hồ full LCD. Winix thì loại bỏ nút tắt bật đèn của xe rồi.
Còn dòng xe Exciter thì vẫn trang bị đầy đủ cả tất bật động cơ, tất bật đèn các bạn nha, trên phiên bản của năm 2023. 2024 cũng sẽ tương tự thế này, chỉ thay đổi là nút tất bật đèn bằng nút tất bật đèn hazard thôi. Sau đây thì mình sẽ tiến vào phía bên trong đại lý để có thể quay thêm một số các phiên bản khác nữa của cả hai mẫu xe để các bạn có thể nhìn ngắm, đặc biệt là những màu sắc sơn zin và sơn độ 3D rất đẹp và cuốn hút. Với những màu sắc sơn độ 3D trên dòng xe Exciter phiên bản 1.5 ấy, các bạn cộng thêm mình vào khoảng tầm 2 triệu để sở hữu cho mình những mẫu xe này. Đây các bạn có thể nhìn ngắm một cách cụ thể các bạn nha. Xám xi măng, vàng đen, rồi màu sắc giới hạn xám khói, xanh đều có đầy đủ để các bạn có thể thoải mái lựa chọn trong thời điểm hiện tại. Phiên bản 2023 vẫn đang còn hàng. Như mình nói rồi, các bạn mua những mẫu xe này về, độ lên cho nó cái phần ốp mặt nạ và mão đầu đèn là nó sẽ thiết kế giống hệt như mẫu xe Exciter phiên bản 1.5 2024 phía bên đây các bạn đang theo dõi. Còn với dòng xe Honda Civic thì những phiên bản sơn độ 3D các bạn cũng cộng thêm mình vào khoảng tầm 2 triệu để sở hữu những màu sắc sơn độ 3D. Sơn zin, sơn độ 3D đều có đầy đủ, thể thao, tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp đều có đầy đủ các bạn nha của mẫu xe. Với những bạn nào quan tâm đến trực tiếp đại lý để xem xe, địa chỉ cụ thể của xe máy của Tuấn Tạo ấy là đối diện với 1159 đường tỉnh 825, tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Mình sẽ để ở phần mô tả video ấy để các bạn có thể check in rồi tìm qua map ấy để có thể đến đại lý một cách chính xác nhất các bạn nha. Hoặc các bạn có thể thông qua số điện thoại của Bình Vạn Quỳnh Trang với số điện thoại cụ thể 0362973808 sẽ được tư vấn về tất cả những mẫu xe này. Đến đại lý nói tôi làm giới thiệu hoặc Bình Vạn Quỳnh Trang giới thiệu sẽ được hỗ trợ tiền phí xăng xe đi lại cho bạn nào ở xa, giảm ngay giá bán của xe từ 1 đến 2 triệu và cắt rất nhiều những món quà tặng ưu đãi hấp dẫn đến từ đại lý. Rồi, các giao đại của mình, nếu các bạn đã chia sẻ đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Giá Xe Lốc các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.